chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay là ngày hai vợ chồng mình sẽ quay lại cái chợ cá để ăn mừng sinh nhật của mình. Sinh nhật của mình thì vừa rồi là 16 là ngày hôm kia, nhưng mà phải đi cái trung phần thành buổi thứ năm về đuối quá không có đi nổi, nên thành là giờ lại thành chủ nhật. Thì hôm nay là ngày chủ nhật nên mình đi nghỉ ngơi cho nó khỏe rồi mình đi. Cũng theo nguyện vọng của một bạn đã comment là tại sao lần trước quay cái chợ cá quay có chút xíu à, bạn ấy không có thêm được cảnh gì hết. Thì hôm nay mình sẽ đi quay nhiều hơn, mình có cái máy Sony theo để mình sẽ quay nhiều cảnh hơn cho các bạn, cho bạn xem ha, bạn nhớ theo dõi nha. Trời mát, nếu mà người ta gọi là ánh sáng vàng đó, có nghĩa là trời nó không quá nắng, không quá gắt, cho nên là khi mà quay cái trời sáng, mặt sáng nó rất là đẹp, đẹp hơn là lúc nắng ha. Lúc nắng lên đỉnh đầu cái mặt mày cái người quay cũng nhăn nhó nữa, không quay cũng đẹp. Này chụp hình cũng đẹp lắm á. Bồ câu. Này két hả? Két, mẹ ơi, két đẹp quá à. Nguyên rừng luôn. Này nó kiếm ăn hả ta? Có người chờ ăn, nó quá trời luôn. Két quá trời màu luôn, đẹp chưa? You can change the signal for services on the east. Lâu rồi mình không có thao hô ở nhà, không có đi làm nên mình cũng không có đi đâu hết. Hôm nay mới ra, giống như ra khu trung tâm thao hô. Bây giờ người đã bắt đầu đông rút lại rồi, không có vắng vẻ như hồi xưa. Nếu mà các bạn xem cái thành phố ma, cái mình để link ở đâu trên này, các bạn có thể xem lại là thành phố không một bóng người luôn. Bây giờ là lệnh cách ly đã gỡ bỏ nhiều cái hạn chế, bây giờ mọi người đã bắt đầu ra đường nhiều hơn. Và mình thấy là mọi người rất là bắt đầu đông đúc lại rồi, các cửa hàng, các quán đã được mở lại rồi. Mình cũng hy vọng là sẽ tìm được việc làm và đi làm. Ở nhà chán quá. Cái
Bây giờ thì cũng đã sắp tới cái fish market rồi. Các bạn nếu mà xem cái video trước thì các bạn sẽ thấy cái khung cảnh này rất là quen thuộc. Hôm nay bà xã sẽ đãi mình sinh nhật. Lâu lắm mới rút được tiền của ngân hàng đó, khó lắm. Các bạn có thấy lá vàng đã bắt đầu rụng. Đây là nơi dưới chân cầu, cũng khá đẹp. Các bạn thấy fish market đó, chỗ đó đó. Wow, hôm nay có vẻ đông à. Theo nguyện vọng của một bạn comment ở dưới là mình nói mình là quay nhiều hơn fish market, thì hôm nay mình sẽ quay nhiều hơn để cho các bạn xem được toàn cảnh của fish market. Fish market. Hôm nay nắng rất đẹp. Buổi sáng của mình cứ tưởng trời âm u, nhưng không ngờ là nó là nắng rất đẹp và xe cũng khá là đông. Mọi người có lẽ là sau cái cơn đại dịch mọi người bắt đầu đổ ra đường rồi. Cuộc sống ở trong nhà buồn chán nên mọi người cũng bắt đầu đổ ra đường. Really good. Sydney Fish Market, đây là chợ cá. Đây là một trong những cái trung tâm chợ cá thuộc cũng là nổi tiếng lớn trên thế giới ha. Mình thấy cái chợ cá này nhỏ xíu, mình cứ tưởng là nó chỉ là một cái đơn thuần chợ cá thôi, nhưng mà không ngờ là nó là một cái cảng cá khá nổi tiếng trên thế giới và nó cung cấp rất nhiều nguồn cá và có những buổi đấu giá những loại cá quý hiếm đầu kích. Đó là một trong những trung tâm cung cấp cá trên thế giới, cảng cá trên thế giới. Đây là một trong những cái cửa hàng hải sản. Các bạn thấy là hải sản rất nhiều, các bạn thấy không? Cơm ghẹ 28 đồng. Cái này cái giống như sò điệp nè. Cái mấy sò này nó quá hào quá trời luôn. Hào đâu mà hào này rất tươi ngon ha. Nếu các bạn mà có dịp ghé đây là hãy ăn hào, hào Đức. Mua những con bự bự này ăn mới ngon, những con nhỏ thì mình chưa thử nhưng mà rất là đáng đồng tiền bát gạo. Đây là đầu cá. Và đây mực. Đây là mực, nhưng mà nó là như mình ta gọi nó là một loại cá, tại vì ở đây nó có cái xương, có cái khúc xương sống ở đây nè. Nó có nguyên miếng xương dài ở đây nè. Cho nên là người ta gọi nó là cá, tại nó giống như mực, nhưng mà tại vì nó có cục xương nên người ta quy định nó là cá luôn, tại vì cá nó có xương. Đó, cho nên là gọi là fish. Cái này ăn cũng ngon á, này ăn sống cũng được nữa, mà là phải lột cái lớp da này mới ăn được, phải lột cái lớp da này và rửa sạch, phải lột cái lớp da này, phải lột lớp da bên trong thì mới ăn được thôi, nó sẽ rất là dai. Đó, này mực ống này. Này bạch tuộc này. Mặc dù là bỏ cách ly nhưng mà như là nghe nói là vẫn hạn chế số người vào, cho nên mọi người vẫn phải xếp hàng. Mà thấy mọi người phải xếp hàng đó, hạn chế số người, không cho số người vào một lúc nhiều. Người này ra thì mấy người kia mới được vào. Mà thấy
Fish market. Mình nghĩ là nếu mà xếp hàng dài thì chắc cũng phải 20 phút mình mới vào được bên trong. Tại vì chính phủ chưa có gỡ bệnh lật gỡ hoàn toàn cái lệnh cách ly, cho nên là mình nghĩ là cái cảnh nhộn nhịp giống như cái video lần trước là không thể xảy ra, vì họ hạn chế người vào, cho nên là mình nghĩ là nó cũng không quá đông đúc. Hình như là không cho ăn ở bên trong, mua xong là phải đi ra. Có nghĩa là không cho tụ tập bên trong mà các bạn muốn mua, các bạn vào mua, mua xong rồi cầm đi và ăn. Chỗ kia có mấy cái bàn, không biết cái đó cho ngồi không hôm nay. Điều nhân viên bảo vệ để đảm bảo cái khoảng cách an toàn. Các bạn thấy là rất là nhiều. Cũng họ kiểm soát không cho số lượng người quá nhiều để đi vào trong shop à. Quầy rượu, còn đây là quán bánh mì. Đây là hải sản. Ôi giời, góc đá đang luôn. Tôm hùm này các bạn, 89 đồng. Mới chỉ mất nửa giờ thôi nha. Chào đi. Này, này đây nó bán rồi, trong ghi trong tiệm PC của mình ta bỏ, uổng ghê luôn. Đây là cá hồi cắt sẵn. Các món hải sản đã làm sẵn. Nhớ hôm bữa đi. Ê, vô trong mình coi coi có gì đi vào, bữa mình chưa đi vô ha. Thôi đợi xíu đi chắc. À đây là siêu thị trái cây. Không có gì. Chị thì trái cây à? Đó, không có gì hết. Đi vô mua hải sản thôi. Chắc là nó cấm ngồi kìa, nó cấm ngồi luôn rồi. Nó không cho ngồi à. Nó treo biển cấm ngồi rồi. Không cho tụ tập rồi. Ui, chó đây. Có hỏi nó. Xì. Là xì.
đây là nướng. Giá là nhỏ đẹp nhát rồi không? Sẵn rồi mình qua đây mình coi đi. Đây là mấy tôm chín rồi. Ủa này nó cũng bán sushi. Nó có bán cá. Ít lựa chọn hơn đợt trước rồi, đợt trước nhiều lắm, này là nướng, nướng sẵn. À, con phần. Nó bán sẵn phần. Ướt rồi là mới. Chọn á. À, kêu nó mở. Muốn mở liền. Không cần đâu, cái này chắc cũng mới hả? À, mở đi. Chọn nào được em chọn. Em đâu có biết đâu anh nhìn đó. Cái nào cũng mới mở đó. À, cái đó được á, cái đó nhìn ướt rồi. Thank you. Này 21 thì nhỏ hơn. Ăn dụng à, thấy đồ ăn đó là vào tay á, cái ăn dụng rồi. Không chưa ngồi, bây giờ mua đồ ăn rồi, nhưng mà lại không có chỗ ngồi, nên là phải tìm chỗ ngồi. Như chỗ này có chỗ ngồi nè, vô ngồi được không? Hay là chỉ có tiệm người ta mới chỗ ngồi thôi. Thôi ra công viên ngồi ăn đi. Nếu mà anh thích thì có thể ra đó đi tàu. Đi ra ngắm thấm cái bệnh ha, mình cũng chưa đi bao giờ. Bây giờ chắc mình sẽ qua đường bên kia, công viên bên kia mình ăn. Bây giờ ở đây không có chỗ. Đá ở gần nè. Quýnh lộn vậy nè. Đây là cái công viên. Mọi người mua hải sản. Mọi người mua hải sản ra đây ăn. Trời quá trời luôn. Lấy tiêu lên đi anh. À, toàn cảnh của công viên. Các bạn thấy công viên này cũng khá là đẹp ha. Có cái cầu cổ rất là đẹp. Không biết có lên đó chơi được không? Mình thử đi. Ngon nữa.
Nếu bạn nào tới đây thì hãy thử qua ha, cực kỳ ngon luôn, hào nước tươi. À, muốn lựa hào ngon á, các bạn lựa những cái con hào á, mà nhớ phần dưới nước ướt đi nè, mà thịt nó bị sẹp nó phồng lên á, đó là chính là phần tươi, còn mà để lâu á là cái nào nó bị mất nước, nó sẽ bị khô, nó sẹp xuống. Đó, cho nên các bạn coi kiểm tra khi mà mua hào á, nhớ là lựa những con mà nó còn ướt. Còn mà muốn kiểm chắc chắn nữa là những con hào mà mình mua, những hào nó khui liền á, mình nặng chanh vô, hào nó còn mít thì á, đó là con hào rất là tươi. Là cái này nó cũng tươi nhưng mà nó khui, nó cũng để một thời gian rồi, cho nên nó nặng chanh thì có thể là không còn mít mít nữa, nhưng mà nó vẫn còn rất là tươi ha. Bạn thấy là ngoài công viên này khá là đẹp ha. Buổi trước thì mình không có ra đây, hôm nay không có chỗ ngồi, mình mới ra đây thì mới phát hiện công viên này cũng có lý tưởng, có hàng cây tươi lạ. Một kinh nghiệm là các bạn đừng ăn hào, đừng có tiết kiệm ha, mua cái loại bự bự như này nè, nó ăn nó ngon mà nó béo. Nó ngon hơn rất nhiều so với những con nhỏ. Các bạn mua cả 20 cả 28 đồng. Những con bự bự như nè, nó ăn chất lượng hơn rất nhiều so với những con nhỏ. Qua Việt Nam không biết có hào nó ngon vậy hay không, nhưng mà thịt hào Việt Nam có vẻ nó không được mập như vậy. Như là cái nguồn nước bây giờ sau cái Formosa thì chắc là không nên ăn sống. Tại vì con hào á, nó là giống như là một cái gan của mình lọc nước tự nhiên vậy đó, cho nên là nó cái chất lượng của nó phụ thuộc vào cái nguồn nước, cho nên là các bạn ăn hào thì cũng phải coi cái hào xuất xứ ở nào. Khi bên đây ta ăn, ta rất quan trọng cái chuyện là hào từ đâu, vùng nào, tại vì người ta quan tâm là cái vùng nước của nó chỗ đó nó có bị ô nhiễm hay không, có an toàn sức khỏe hay không. Ở Việt Nam thì các bạn nên ăn chín đi, không nên ăn sống. Sau khi những cái ô nhiễm như Formosa hay là gì đó, biết là bây giờ Cần Giờ, khi mà cái nước thải của Sài Gòn nhỏ là Cần Giờ, những ngày mùa hè thì mình cẩn thận. Rồi. Tiệm anh có làm mấy con hào mà chiên xù á, với lại flake cơm á, nhúng hạ vô ra mà chiên cái nó càng bự vậy, chiên không nữa xíu gì. Này họ làm rất là sạch đó, họ rửa qua nước trước khi mình ăn. Mà có một số người họ không thích vậy, họ thích là mở ra xong rồi hút luôn cái nước ở trong cái con hào, để nói là cái nước đó mới ngon, thì tùy theo cái mọi người thôi, nhưng mà rửa thì nó chắc chắn hơn, nó đi cát không bị cát. Giờ thì lấy cái này bỏ nè, nó nghĩ chắc không ngon, cái hàng kia mình nha, có thêm nước chấm. Nó bé tí à, hào Nhi Đồng xí to không? Nó xíu cái hào này cũng được, nhưng mà cái vị nó cũng được, cũng không có tệ, không có dở, nhưng mà nó nhỏ quá nên ăn không có đã thôi, chứ mà không nhà giống như là hào sữa, thấy nó cũng ngon á vậy. Này có mật ong, có nước tương, có tương, có mật ong trộn lẫn vô, vị nó là lạ. Việt Nam mình thích ăn muối tiêu chanh, nếu lẽ là muối tiêu chanh nó hợp với Việt Nam mình thôi. Đưa ra. Mà chanh bên này nó không có chua,
xong rồi ngồi bằng cái chanh màu xanh, chanh màu vàng đó, xong rồi bằng cái chanh màu xanh của Việt Nam mình. Tôm chỉ có nhiêu đây thôi. Đó, sẽ là tôm hùm mà. Rồi, thịt rất là chắc nha. Rồi ăn đi. Nấm hầm này rất là ngon ha bà ha, thịt rất là chắc. Như là bạn nghe đang thử. Ngon quá bở, giống như là những cái thịt những cái tôm kia đông lạnh. Rất là chắc. Ô. Mình không ngờ là cái này tôm sú này nè. Nó lại ngon hơn cái tôm hùm nãy mình ăn nữa. À, tôm này là toàn tự nhiên hết các bạn ha, không có tôm nuôi ở Việt Nam mình đâu ha, tại vì đánh bắt tự nhiên không à, chứ không có nuôi. Theo mùa ra có thì ăn có thôi, chứ không có thêm có nuôi như Việt Nam mình. Nếu có tôm nuôi thì nhập khẩu ở các nước khác chứ Úc không có ngành nuôi tôm. Cho nên là ăn tôm ở đây là an tâm, còn là tôm đánh bắt tự nhiên không. Wow, tôm này mình thấy ngon hơn, đặc biệt ngon hơn cái con tôm hùm nãy mình ăn nữa. Chập chấp mà nó ngọt. Ngọt ơi là ngọt luôn. Trong mùa dịch thì các bạn nên cẩn thận ha, nhớ mang theo một cái nước rửa tay như thế này, khi mà ăn xong hay gì đó cũng tiện, khi mà xung quanh không có cái toilet, không có đồ rửa tay thì có cái này nó cũng làm giúp cho làm sạch sẽ tay nè. Đây là gọi là honey mật ong.
khi mình ở khu đó ăn no nê chụp hình các kiểu, rồi bây giờ bắt đầu quay trở lại cái chợ cá để mua ít cá về ăn. Tại vì mình thấy chợ cá đồ tươi so hơn với cái chợ trong thành phố ha, so với siêu thị thì mình quyết định vô đây mua. Nếu mà các bạn nào muốn mà đồ tươi mà tươi ngon thì vô đây mua là tươi nhất, tại vì các nhà hàng họ cũng lấy cá từ đây mà thôi. Giờ này bắt 3 giờ mấy, gần 4 giờ, rất là mọi người chuẩn bị đóng cửa và nghĩ là cũng đã ít người lại rồi. Nếu mà giờ vô ăn thì chắc giờ vẫn có người mở hàng cho nó mở tới tối luôn. Bắt đầu nhiều tiệm mới đóng cửa rồi, mấy này chín hết rồi nha, màu đỏ là chín hết rồi. Tôm khá là ngon, nếu các bạn có điều kiện mua mấy tôm này ăn khá là ngon, nãy mình ăn rất là ngọt. Đây là mình đang tính mua cá này gì không, 9 đồng 10 đồng thì khoảng 150, hơn 150 thiếu. Nhưng mà cái này thì nó chưa sẵn không, về phải làm lại không? Về lóc cái không để luôn cái giọt cái da này ăn cũng được. Nhưng mà nó có cái vảy. Về mình cạo vảy thôi. Ừ, thì đúng rồi. Excuse me. May I have this one? Vẫn chưa cần. Đấy. Bây giờ thì mình ăn xong rồi, mua cá cũng mua xong rồi, nên đi về thôi. Nếu mà ai không muốn đông đúc thì đi tầm 3 giờ. Nhưng mà mình không nghĩ là đồ nó sẽ tươi ha, nhưng mà ở đây thì ăn hào thấy họ giờ họ vẫn mở hào nè. Nghĩ là các bạn không cần lo lắng, nếu mà đi không có đông đúc quá thì đi lúc 3 giờ. Thì giờ nó sẽ bớt đông người hơn, các bạn đỡ phải xếp hàng hơn. Và đỡ phải chen chúc hơn. Đó. Các bạn thấy là mấy cái bàn ghế này đều phong tỏa hết, nên một số người họ không có đồ ăn, họ phải ra đây ăn để tội nghiệp không. Ở đây là những cái thuyền đánh cá, các bạn thấy không? Cũng không khác gì cái thuyền đánh cá Việt Nam mình ha, cũng làm bằng gỗ, chỉ có là công nghệ chắc nó hiện đại hơn. Đó, đây là những cái tàu đánh cá nè. Kia là đây những cái phà hai thân, có gọi là cánh ngầm đó, ở dưới nó lướt rất là nhanh. Đó, mình sẽ đi ra đây quay một cái số cảnh xung quanh. Các bạn thấy là mấy cái bàn ghế này đều phong tỏa hết, nên một số người họ không có đồ ăn, họ phải ra đây ăn để tội nghiệp không. Ở đây là những cái thuyền đánh cá, các bạn thấy không? Mình thấy không, cũng không khác gì cái thuyền đánh cá Việt Nam mình ha, cũng làm bằng gỗ, chỉ có là công nghệ chắc nó hiện đại hơn. Đó, đây là những cái tàu đánh cá nè.
Bên kia là đây những cái phà hai thân, không gọi là cánh ngầm đó, ở dưới nó lướt rất là nhanh. Đó, mình sẽ đi ra đây quay một cái số cảnh xung quanh. Giống như mặt gương ha, các bạn thấy không? Đẹp ha. Đây là cô đậu xe. Ủa, con bồ đông nó to chưa? Ủa, bồ đông nó to chưa? Ta thấy bồ đông to chưa? Nó không sợ người luôn ha. Đó, ta thấy nó to chưa? Đó, nó không sợ người luôn, nó đi lập. Đổ hải sản nó vô kiếm ăn kìa. Đây cũng là một trong những cái quầy hải sản. The Crawfish. Mà địa chỉ này có vẻ không đắc địa lắm thì phải. Thấy vẫn còn rất nhiều đồ ăn. Đây cũng có quầy hải sản nè. Mà có vẻ ta dọn tiệm rồi. Đây ta đóng cửa rồi. Đây cũng đóng cửa. Đóng cửa. Thôi chỉ có vậy thôi. Chắc khu này chỉ có đông nhất ở khu này mình đi vô ăn thôi. Cho mình quay về mình đi về. Đây chắc cũng đóng cửa luôn rồi. Mới đầu mình thấy cái chợ cá này không có to lắm, mình nghĩ chắc là nó chỉ là dạng chợ cá nhỏ nhỏ thôi. Mình không nghĩ là nó lại đứng lớn thứ 3, thứ 4 gì của thế giới gì đó. Nhưng một trong những nơi cung cấp của hải sản, đầu mối. Thì nó còn có bán đấu giá nữa, nhưng mà chắc là mình không phải là những cái người thu gom hải sản nên mình cũng không biết cái đó. Đây là ga tàu. Các bạn thấy hoàng hôn này rất là đẹp không? Bây giờ thì mình đang từ chiếc xe bus đi xuống và đang trên đường đón tàu về Ban Thao. Mỗi quá cũng chưa cách ly và chưa ăn món cháo lòng nên mình vợ chồng ăn cái cháo lòng và về luôn. Bây giờ đang ở Ban Thao và đi vợ dắt đi ăn cháo lòng. Cảm ơn vợ đã sinh nhật. Trái cây này nó bán đêm luôn rồi vợ, nó không mua trái cây vợ. Mãng cầu 6-7 đồng một ký. Cuốn bánh thịt nướng. Một bánh Việt Phát, thực phẩm Á Châu.
Cherry. Đây có vô 9:30 mới đóng cửa lận. Ở đây quán bắt nè, có bún chả nè, bún đậu nè, đủ thứ món bắt hết, nhưng mà ngon nhất là bún chả với lại cháo lòng. Nộm là gì vậy? Nộm lõi hả? Mình cũng không biết nộm là gì luôn. Hỏi gà cút cà ri bò. Ủa, này bán rất là nhiều món à ha. Đang muối chả ớt, tôm đang muối, khu răng me, dây dà chay, bún dây dà chào chay, bún đậu mắm tôm mà nổi mềm nè, bún chả nem, bún giả cầy, bún măng vịt, bún chả, tất cả món Việt Nam thì có hết. Cả cơm, nem rán, chả cốm, bánh xèo, bánh xèo chay, cơm cơm chiên, cơm trắng, cơm canh dưa, cá hồng thịt bò, canh dứa hay canh dưa, có bò xào, có bò tái, có bò tái nam, bún chả Hà Nội, bún gì cũng to quá trời. Chưa ăn nhưng mà thấy nó to à. Này ngon mà bác, này ngon. Này ngon nè các bạn. Ăn chấm không bắn, có xì dầu không? Món bún chả cá, bún chả Hà Nội sao? Bún chả Hà Nội ngon. Ngon ha. Thịt heo nó thơm phải không? Nước cũng ngon nữa. Nước mắm cũng ngon. Còn bún riêu thì sao? Bình thường. Mấy điểm bún riêu cho mấy điểm? 5 điểm. 6 điểm rưỡi. Còn bún chả Hà Nội. Điện lưỡi. Đó, nếu mà các bạn có đi bên sau thì ghé cái quán đó ăn thì mình thấy chỉ ngon nhất là chỉ có cháo lòng với lại cái bún chả Hà Nội là mình thấy ngon thôi, còn mấy món khác thì là bình thường. Còn phở thì mình chưa ăn qua, mình không dám có ý kiến. Cơm cũng chưa ăn qua, mình cũng không có ý kiến. Còn cái heo giá cầy thì mình ăn không được, nó bảo quá. Là cái nấu được kiểu bắt của mình không quen, có cái củ riền thì nó khó ăn lắm, có lẽ là không hợp khẩu vị với mình. Thì phần ngày hôm nay của mình thì cũng là kết thúc rồi, bây giờ mình đang về nhà thôi, về nhà tắm rửa xong đi ngủ. Cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin thân ái và chào tạm biệt, chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc và an toàn trước mùa dịch ha. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.